Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hello, chào mừng bạn đến với kênh YouTube CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Trở lại với những cái video review về một số kênh YouTube lớn để chúng ta cùng rút ra một số cái bài học qua từng cái kênh YouTube đó. Thì hôm nay mình sẽ review với các bạn kênh YouTube của một YouTuber còn rất là trẻ nhưng đạt được những cái kết quả rất đáng ngưỡng mộ ha. Đó là YouTuber Thiệu Nguyên. Thì đây là một cái tên YouTuber làm vlog hiện nay đang rất được các bạn trẻ yêu thích, và những người lớn cũng hay xem những cái video của chàng YouTuber này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Thiệu Nhất Nguyên là ai và vì sao cái kênh YouTube này lại được đông đảo rất là nhiều người đón xem và đăng ký kênh, để qua đó chúng ta có thể rút ra một vài cái bài học gì đó để áp dụng cho kênh YouTube, cũng như là chúng ta có thể có một cái ý tưởng làm YouTube đúng đắn. Ok, đây thì trên màn hình của mình đây là cái hình ảnh Thiệu Nhất Nguyên hồi khi mới bắt đầu làm YouTube, và bên tay phải này là những cái phần thưởng rất đáng ngưỡng mộ của cậu bé này. Phần thưởng bao gồm hai nút play bạc YouTube và một nút play vàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin khá là thú vị bên lề của cậu bé này nha. Thì vlogger Thiệu Nhất Nguyên là sinh năm 2001 tại Đồng Tháp, Việt Nam. Thiệu Nhất Nguyên hiện là có thứ hạng là 1924 trên thế giới của các YouTuber được nhiều người quan tâm nhất, và hiện nay thì đang xếp thứ 26 trong danh sách những vlogger nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Đây thực sự là một con số đáng ngưỡng mộ. Và chàng YouTuber nhỏ tuổi này đến từ Vĩnh Long, đậm chất miền Tây, và những cái video của cậu bé này thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy được cái tính mộc mạc giản dị cũng như là đậm chất miền Tây trong cái nội dung của cậu bé này. Đây, một số thông tin này các bạn nghe mình chia sẻ chắc chắn sẽ rất là thích thú và thú vị. Vì nếu như chúng ta không có tìm hiểu thì có thể những cái thông tin này các bạn không biết, chỉ biết sơ qua về kênh YouTube này, nhưng những cái thông tin bên trong và những cái liên quan khác thì có thể các bạn không biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những gì mình đã biết và mình mới tìm hiểu được thông tin về cậu bé này cho các bạn biết nha. Thiệu Nhất Nguyên đến với kênh YouTube một cách rất là tình cờ. Bởi vậy YouTube nó là một cái nơi mà ai cũng có thể tham gia, và không phải bạn là một người giỏi chuyên về kỹ thuật, chuyên về quảng cáo thì bạn mới có thể tham gia YouTube được. Và chính Thiệu Nhất Nguyên cũng vậy, chỉ là một cậu bé học lớp 12 thôi và không có bất kỳ một kiến thức gì về YouTube và về quảng bá kênh. Nhưng tại sao lại thành công như vậy? Thì đây cũng là một cái điều các bạn có thể suy nghĩ. Tại vì nhiều bạn cứ đặt cái câu hỏi là làm YouTube thì cần phải có những cái kỹ năng mềm đó thì mới thành công được. Tuy nhiên Nhất Nguyên đã thành công một cách quá là nổi bật và không cần phải quá giỏi về những cái kỹ năng đó. Và Nhất Nguyên cũng có chia sẻ là lúc đầu mới làm YouTube thì cậu thường xuyên xem các cái kênh YouTube lớn của những cái vlogger nổi tiếng như là Nguyễn Thành Nam Vlog và Lâm Vlog. Đây là hai cái kênh lượt follow cực kỳ khủng ha. Và khi mình theo dõi những cái video của cậu bé này thì mình cũng thấy những cái video của cậu cũng mang dáng dấp chủ đề cũng na ná giống với lại hai cái kênh lớn này, về thử thách ha, rồi về những cái điều gây tò mò cho người xem. Đây là với bản tính tò mò cao, Nhất Nguyên cũng tự thành lập cho mình một kênh YouTube riêng, và video đầu tiên được Nhất Nguyên quay có tên là Tiết Sinh Hoạt Lớp Vui Nhộn. Đoạn video này chỉ kéo dài 1 phút 30 giây và được quay rất đơn giản bằng điện thoại và được hơn chục nghìn người được xem. Sau đó cứ đều đặn một tuần, Nhất Nguyên lại đăng tải hai video, và những cái video mà Nhất Nguyên đăng thường rất đơn giản, thể hiện sự thật thà chất phác của học sinh miền
của em Miệt Vườn và số lượng người xem video của Nhất Nguyên tăng lên đáng kể từ 0 đến hơn 100.000 người theo dõi trong một thời gian rất ngắn. Từ đó và cậu bé dễ dàng đạt được nút play bạc YouTube đầu tiên. Rồi các bạn nên ghi nhớ cho mình cái điều này nè. Những cái video đầu tiên của Nhất Nguyên quay hoàn toàn bằng những cái điện thoại đơn giản ha. Do đó, nếu như các bạn mới bắt đầu làm YouTube thì mình khuyên các bạn không nên đầu tư quá nhiều vào những cái thiết bị đắt tiền và những cái phụ kiện kèm theo. Đơn giản, chúng ta chỉ cần cái điện thoại quay phim được là được. Bởi vì quan trọng là nội dung các bạn làm và cách các bạn truyền tải cái thông điệp đó lên video như thế nào. Chứ những cái công nghệ này nó sẽ không giúp cho kênh của các bạn lên trong thời gian đầu. Nếu như kênh các bạn đã nổi tiếng rồi, có lượt follow nhất định rồi thì chúng ta mới tập trung đầu tư vào chất lượng video. Như vậy thì các bạn sẽ tránh cái rủi ro ha, và tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hiện tại Nhất Nguyên là chủ một cái kênh YouTube khá đình đám với hơn 1 triệu. Hiện nay là 1 triệu 8 rồi. 1 triệu 8 người theo dõi và khoảng hơn 200 triệu người xem rồi. Hơn 200 triệu lượt xem cho tất cả những cái video. Con số cực kỳ khủng khiếp đúng không? Với doanh thu ước tính 1 triệu lượt xem thì khoảng được từ 4 tới 5 triệu đồng Việt Nam. Thì với tổng lượt xem là 200 triệu thì cậu bé này cũng kiếm được thu nhập cực kỳ khủng đúng không các bạn? Đó là một điều đáng ngưỡng mộ và mơ ước của rất là nhiều YouTuber hiện nay. Và kênh YouTube mới của Nhất Nguyên thành lập vào tháng 10/2017 và chưa mất một năm thì kênh này đã đạt được nút vàng, hơn 1 triệu người đăng ký. Thật sự đây là một cái điều không phải ai cũng làm được và bản thân mình cũng phải học hỏi Nhất Nguyên về cái cách cậu bé này làm video về vlog rất là hay. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài cái thông tin bên lề khác nha. Đây nè, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bước ngoặt lớn cái kênh YouTube này nó thành công như thế nào. Bước ngoặt tiếp theo đối với Nhất Nguyên đó là khi cậu bé này đăng tải những cái video về làm thâu trà sữa khổng lồ nhân dịp được hơn 300.000 người đăng ký. Và chính từ cái video này đã kéo cái kênh Nhất Nguyên lên cực kỳ ấn tượng ha. Và lượt xem hiện tại là hơn 8 triệu lượt xem. Và những người xem video này họ cũng đăng ký kênh của Nhất Nguyên rất là nhiều. Nên nhanh chóng đạt được 1 triệu người đăng ký là một chuyện hết sức bình thường của các bạn. Nên qua cái điều này mình nhắn nhủ với các bạn là các bạn cứ làm video đi. Bởi vì đến một cái thời điểm nào đó kênh các bạn tự nhiên nó sẽ được một cái video nó kéo cả kênh lên, kéo về lượt view và lượt sub. Cái điều này mình nói rất là lâu rồi. Do đó các bạn cứ làm. Các bạn không biết trước được cái video nào nó sẽ kéo cả kênh lên. Nên các bạn cứ làm nhiều video cho mình và thay đổi ha, thay đổi nhiều cái hướng chủ đề khác nhau để các bạn thăm dò cái cảm nhận và cái ý kiến của người xem. Và từ lúc đó thì Nhất Nguyên cũng có được những cái đồng tiền đầu tiên từ YouTube và cái khoản tiền từ các nhà quảng cáo khác. Rồi, bây giờ đến một cái phần khá quan trọng mà mình muốn chia sẻ trong nội dung hôm nay, đó là qua kênh YouTube này thì chúng ta học được gì và chúng ta áp dụng như thế nào cho kênh của các bạn. Rồi, mình sẽ phân tích rất là rõ cho các bạn ha, để các bạn nắm được. Và chúng ta sẽ phân tích là điều gì khiến cho kênh Nguyễn của Nguyên thành công lớn nhanh chóng đến như vậy. Thì theo nhiều fan đánh giá, với cách làm clip đơn giản, giản dị, gần gũi, nội dung đa dạng, có tính phiêu lưu thú vị, chính nhờ lẽ đó thì Nguyên không chỉ thu hút số lượng lớn các em nhỏ xem video, các bạn học cùng trang lứa, mà những anh chị lớn tuổi cũng là những fan của anh chàng. Và hiện nay làm YouTube đang là một cái xu hướng của giới trẻ, do đó cái kênh của Nhất Nguyên lại càng được rất nhiều người quan tâm, bởi vì lượng follow quá lớn và là nội dung làm đến rất đơn giản. Do đó đầu tiên mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng chúng ta làm clip đơn giản, giản dị, gần gũi và nó gắn liền với là miền quê á, thì mình thấy đa phần những cái kênh như vậy thì nó lên cực kỳ khủng ha, và nhanh. Rồi, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình học hỏi được cái kênh YouTube này là điểm cộng cho kênh của Thiện Nhất Nguyên, đó là ra video rất đều đặn, một tuần là ra 2 video
tức là tuần nào cũng phải đăng ít nhất 2 video. Đây là điều cực kỳ quan trọng để giúp cho kênh YouTube của Thiệu Nhất Nguyên giữ chân được khán giả lâu và thu hút được họ xem video đều đặn mỗi tuần. Đó là cái thói quen của họ được Nhất Nguyên đăng đều đặn trong video. Trong một thời gian dài thì những người đã follow, subscribe kênh của Nhất Nguyên, họ cứ theo dõi thường xuyên những cái video của cậu bé này đăng lên. Bởi vì cái thời lượng đăng video nó cố định, rất là dễ tiếp cận cho những cái người xem đã ủng hộ kênh của cậu bé này. Đó là cái điểm thứ hai mình học được qua kênh YouTube của cậu bé này. Rồi, cuối cùng cái điểm mình nghĩ là cực kỳ quan trọng để giúp cho kênh của Nguyên thành công lớn nhanh chóng như vậy, đó là tiêu đề các video của cậu bé này đặt cực kỳ thu hút và gây tò mò cao cho người xem. Các clip mà Nguyên thực hiện với cái nội dung khá đa dạng, về các món ăn độc lạ thì các bạn thấy nè, số cái tiêu đề nè, tiêu đề nào cũng đặt khá là vui đúng không, và thú vị, mình đọc thôi là mình muốn click qua xem rồi. Ví dụ nha, măng cụt chấm muối ớt cây đỏ tươi, cua biển luộc sữa tươi vô cùng béo. Với cách đặt này nó đậm chất dân dã miền Tây và nó khá là bình dị đúng không, nhưng mà người ta lại rất thích xem. Thâu mì cây khổng lồ, đó là những clip về thử nghiệm trò chơi vui có sự sáng tạo khoa học. Nữa là làm sân tuyết, chụp tuyết mini, làm nhà băng tuyết cực lạnh, làm hồ trái cây ướp lạnh dưới lòng đất, xây nhà dưới lòng đất, thử thách 24 giờ sống trong nhà chòi tự xây. Ok, thì trên đây là ba cái điểm chính mình đã chia sẻ cho bạn về kênh YouTube này. Mình rút ra ba điểm để mình sẽ nói lại cho các bạn nắm nha. Nguyên nhân trên đây là ba điểm chính về kênh YouTube thì Nhất Nguyên mình đã học được. Mình sẽ nói lại cho các bạn biết lý do vì sao kênh YouTube này thành công ha. Đầu tiên, thứ nhất là với cách làm nội dung giản dị gần gũi gắn bó với lại miền quê, thì đó là một cái hướng để cho các bạn làm content thành công. Thứ hai là chúng ta nên đăng video đều đặn thường xuyên lên kênh YouTube. Và cuối cùng là cách đặt tiêu đề và ảnh đại diện video phù hợp và gây tò mò cho người xem, chúng ta sẽ nhanh chóng thành công. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn yêu thích nội dung của mình, hãy like cũng như chia sẻ để ủng hộ mình. Hẹn các bạn ở những cái video sau, chúng ta sẽ cùng review những kênh YouTube khác. Nếu như các bạn muốn mình review kênh YouTube nào, hãy comment dưới video này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video đó nha. Xin chào.